Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là 12 giờ trưa ngày 5 tháng 6 và chúng tôi đang có mặt tại nhà anh Hậu ở tại Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương đây. Tôi bàn giao cho anh một chiếc sập gỗ hương. Đây, phía bên trong nhà đây. Tôi vừa bàn giao và lắp đặt cho gia đình một chiếc sập gỗ hương. Kích thước là 1m8 x 2m2, chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi. Đây là sập trơn, cổ liền, mặt hai lá. Đấy, thì chúng tôi đang có mặt tại thôn 3 Tiên Hiệp, Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương quý vị nhé. Bàn giao cho anh Hậu một chiếc sập 1m8 2m. Đây là hình ảnh chiếc sập tôi vừa bàn giao cho gia đình anh đây. Gỗ rất là đẹp, chọn gỗ chọn vân. Quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 510 866, website đồ gỗ tùng8.com. Rồi xin cảm ơn mọi người.